Nếu lìa lửa có củi, hoặc lìa củi có lửa cháy, mỗi cái tự thành, như thế lửa mới có thể đến đốt củi. Mà sự thật không phải vậy. Vì sao? Lìa lửa không có củi, lìa củi không thể có lửa. Nhưng nay lìa người nam có nữ, lìa người nữ có nam, thế nên dụ của ông bất thành. Lửa chẳng thể đến với củi. Hỏi, lửa và củi nương nhau mà có. Nhân củi có lửa, nhân lửa có củi, hai sự kiện ấy quan hệ nhau mà thành. Đáp, 126. Nhân củi mà có lửa, nhân lửa mà có củi. Trước định có pháp gì, mà có lửa và củi. Nếu nói do có củi mà có lửa, thì ngược lại, do có lửa mà có củi, vậy cái nào có trước và cái nào có sau? Nếu do có củi mà có lửa, thì tất củi có trước. Nếu do có lửa mà có củi, tất lửa có trước. Này nếu nhân củi tạo thành lửa thì trước có củi sau mới có lửa. Không cần đợi lửa, vẫn có củi. Tại sao? Vì củi có trước, lửa có sau. Nếu lửa không đốt được củi, thì củi không thành. Lại, củi không hiện hữu ở nơi không có lửa. Nếu củi không thành, lửa cũng chẳng thành. Nếu trước có lửa sau có củi, lửa cũng có lỗi như vậy. Thế nên, lửa và củi đều bất thành. Lại nữa. 127. Nếu do củi có lửa, lửa thành rồi thành nữa. Như thế là trong củi, không có lửa hiện hữu. Nếu cho rằng do có củi mà lửa thành tựu, lửa tựu thành rồi lại thành nữa. Vì sao? Lửa tự trụ bản vị của nó. Nếu lửa không tồn tại với tự thể của nó mà lại thành tựu từ củi, chẳng có điều ấy. Thế nên có lửa từ củi mà tựu thành thì nay lửa thành rồi, lại tựu thành nữa, như thế có lỗi. Lại có lỗi, củi không có lửa. Tại sao? Vì lìa củi, lửa tự trụ thể của nó. Thế nên, nói lửa và củi làm nhơn cho nhau, điều ấy không đúng. Lại nữa. 128. Nếu pháp do nhân thành, pháp ấy lại thành nhân. Nay không có nhân thành, cũng chẳng pháp được thành. Nếu pháp nào cần có nhân để thành tựu, thì ngược lại cái nhân gốc đó cũng cần đến pháp này để thành tựu. Một cách quyết định như vậy, thế thì không có hai sự kiện. Như nhân bởi cái bị đốt mà cái đốt được chứng thành. Rồi lại nhân bởi cái đốt mà cái bị đốt được chứng thành. Thế thì cả hai đều bất định. Bất định cho nên không thể nhận thức được. Vì sao? 129. Nếu thành do quan hệ. Chưa thành, quan hệ gì? Đã thành mới quan hệ. Đã thành, quan hệ gì? Nếu cho rằng pháp được chứng thành nhân bởi quan hệ đối đãi. Nhưng tự thể đó trước chưa tự thành thì không có tự thể. Không tự thể làm thế nào để có đối tượng đối đãi? Nếu tự thể ấy trước đã tự thành, thành không cần tương quan đối đãi. Cả hai đều chẳng có sự tương nhân. Thế nên, trước ông nói, lửa và củi do đối đãi nhau tự thành, điều ấy không đúng. Thế nên, 130, do củi thì không lửa. Không do cũng chẳng lửa. Do lửa không có củi. Không do cũng không củi. Nay, do quan hệ củi thì lửa không tự thành. Không do quan hệ củi, lửa cũng không tự thành. Củi cũng như thế, do lửa hay không do lửa, đều không thành. Lỗi ấy trước đã nói. Lại nữa. 131. Lửa không chỗ khác đến. Chỗ đốt cũng chẳng lửa. Củi cũng giống như thế. Ngoài ra như khứ, lai. Lửa không từ chỗ củi. Trong củi cũng không có lửa. Vì trẻ củi tìm lửa, không thể có. Củi cũng như thế, không từ chỗ nào đến với lửa. Trong lửa cũng không củi. Như đã đốt thì không có đốt. Chưa đốt không có đốt, đang đốt cũng không đốt, nghĩa ấy trong chương, khứ lai, đã nói. Thế nên, 132, củi không phải là lửa. Lìa củi cũng không lửa. Lửa mà không có củi. Trong lửa không có củi. 133, trong củi không có lửa. Củi không phải là lửa, tại sao? Vì cùng lỗi như tác và tác giả là một đã nói trước. Ngoài củi không có lửa, vì có những lỗi là nó thường cháy. Lửa không có củi, trong lửa không có củi, trong củi không có lửa. Vì có sự sai lầm về dị thể. Do đó, cả ba trường hợp đều bất thành. Hỏi, vì sao lại bàn đến lửa và củi? Đáp, cũng như do củi mới có lửa. Như thế, do thọ mới có thọ giả. Thọ tức là năm ấm. Thọ giả là con người. Vì lửa và củi không tự thành thì thọ và thọ giả cũng bất thành. Vì sao? 134.
với trường hợp lửa củi, mà nói thọ thọ giả, và nói đến bình áo, và tất cả các pháp, cũng như củi không phải lửa, cũng thế thọ chẳng phải thọ giả, vì đồng lỗi như tác và tác giả là một. Lại lìa thọ không có thọ giả vì chúng không thể dị biệt và vì có sai lầm về dị thể cho nên cả ba trường hợp đều bất thành. Cũng như thọ và thọ giả, tất cả các pháp ngoại giới như cái bình và cái áo vân vân, đều đồng như trên đã nói. Chúng không sanh khởi, rốt ráo là không. Thế nên, 135, người nào nói có Nga, và các pháp dị biệt, nên biết người như thế, không thấm nhuần Phật Pháp. Các pháp từ xưa đến nay vốn không sanh, rốt ráo là tướng tịch diệt. Thế nên ở cuối chương nói bài tụng này, người nào nói có tướng ngã, đó là chỉ các nhà độc tử bộ nói rằng, không thể nói sắc tức là ngã, không thể nói lìa sắc có ngã. Ngã thuộc về nhóm thứ năm gọi là bất khả thuyết tang. Như các nhà Tát Bà Đa chủ trương tướng trạng sai biệt của các pháp rằng, đây là thiện, đây là bất thiện, đây là vô ký, đây là hữu lậu, hữu vi, vô vi vân vân. Sai biệt, những người như thế chẳng chứng được tịch diệt tướng của các pháp, đem lời Phật dạy tạo thành những hí luận.